Nghiệp tụ vành môi. Quý vị có nghe câu này chưa? Không dám chưa đâu. Có chứ, bữa giờ người ta nói câu này nhiều lắm á. Ai mà nói cái gì mà mình thấy nó kỳ kỳ hay nó sai sai á, mình nói sao? Nghiệp tụ vành môi nha. Nói nghiệp tụ vành môi á nha. Đó, cái câu đó nghiệp tụ vành môi là như vậy. Mà để thầy hỏi thăm sức khỏe quý vị đó, quý vị có khỏe không? Nói nãy giờ quên nói hỏi thăm. Trước khi thầy giảng có một cơn mưa. Có một cơn mưa to lắm không quý vị? To. Không biết cơn mưa vừa rồi có làm cản trở tấm lòng đi chùa của quý vị không? Thì ngồi đây là không rồi. Có những vị đâu có mặt ở đây đâu. Người ta có một câu rất là hay thế này nè quý vị. Vũ vô thiết tỏa năng lưu khách, sắc bất ba đào dị nịch nhân. Tức là mưa nó không phải là kiềm sắc, nó không phải là sắc xiền gì hết, nhưng mà nó có thể lưu giữ chân của con người. Vũ vô thiết tỏa là mưa nó không có phải là sắc thép mà nó có thể kìm được con người, vậy mà nó có thể giữ được mình. Giống như quý vị chuẩn bị đi chùa, thấy trời mưa, cái mình nói trời mưa đi, mà trời mưa phải không, kệ đi đi à, đường không có khó, vì ngăn sông cách núi khó, vì lòng người ngại núi, hay sông mưa đi đi. Đó là những người đang ngồi đây nha. Còn những người không ngồi đây mà hồi nãy vì cơn mưa, mưa nhưng mà mưa quá thì ta ở nhà. Mưa quá thì ở nhà. Có một lần quý vị có cái người, người ta dễ thương lắm. Quý vị coi người ta dễ thương đến cỡ này luôn nè. Dù hỏi á, cũng là một câu nói thôi mà tự nhiên câu nói của mình người ta có cảm tình quý vị. Chị ơi chị khỏe không? Khỏe không? Cái người đó lâu lâu mới gặp bạn mình mà chẳng lẽ than thở, xin cạnh lò than thì kỳ. Dạ em khỏe. Khỏe nhưng mà nói đâu có nổi quý vị. Dạ em khỏe. Đó, cái bữa đó thấy cái vị này có vẻ bệnh rồi, người đó mới hỏi là dạo này á, sức khỏe của chị có ảnh hưởng gì không, mọi việc có sao không? Nói hết nổi rồi quý vị. Dạ không. Đưa số không lên luôn. Dạ không. Hôm nay thầy hỏi quý vị, mọi chuyện có đỡ không? Mọi chuyện của mình loanh quanh nó có đỡ, mọi chuyện nó có tốt không, nó có đỡ không? Dạ, cái cô đó nói dạ mọi chuyện của em cũng đỡ. Đỡ làm sao em? Dạ mỗi người đỡ một bên. Chịu hết nổi rồi, đi không nổi rồi, đỡ mỗi người đỡ một bên, mà cũng nói dạ em đỡ. Mọi người thấy không, cũng có một câu nói thôi mà mình có cảm tình không? Có. Cũng có một câu nói mà người ta muốn xa mình luôn. Ví dụ như hôm nay người ta tới chùa nghe pháp, mình là Phật tử thường thành ở Quan Âm tu viện. Hôm nay có Phật tử mới vô chùa, người ta muốn hỏi chị, chị cho em hỏi cái nhà vệ sinh chùa mình ở đâu. Đi mà tìm đi, hỏi làm gì. Cái người Phật tử mà họ chưa có vững niềm tin, rồi đi chùa gì mà gặp cái bà gì mà giữ như quỷ gì đó, mà đi về mất tiêu luôn. Có nhiều Phật tử vậy đó, cũng có một câu à, chị đây đây nhà vệ sinh này, rẽ hướng này, rẽ hướng này, ví dụ vậy. Người ta thấy dễ thương không? Nó không có việc, thấy không, có cuộc sống này có những người có nói một câu thôi mà người ta có cảm tình. Có khi mình nói có một câu thôi mà người ta xa mình luôn. Người xưa nói cái câu này nè quý vị, phàm ở đời á, như cái búa ở trong miệng, sở dĩ mà mình tự chém mình á, là cũng vì lời nói ác thôi. Vì nghiệm lại coi, nhiều lúc á, đâu ai hại mình đâu, tự nhiên mình hại mình á. Mình thấy cái cô đó tu giỏi, cái mình đố kỵ. Chị bữa nào chị tu giỏi, bữa nào chị lên niết bàn, chị nhớ kéo em lên nha. Đố kỵ người ta mà giờ nói sao giờ, khen tu giỏi thì khen không nổi, phải không? Giống như cái mình đó mình kể vui thế này nè quý vị. Có đồ ngon á, không có dám ăn cho người ta thấy. Tại vì nếu người ta thấy người ta xin không cho thì hèn, mà cho thì khổ tâm lắm. cho thì khổ tâm lắm, mà không cho thì hèn. Đó, quý vị thấy, hôm nào cái mình thấy cái người nào nổ, ví dụ nói quá ha. Thay vì mình thôi giờ mình không có duyên người đó là thôi im đi, nói với người đó làm cái gì. Vậy mà mình cũng ráng vô thêm một câu, nhìn chị nhan sắc có hạn mà sao chị lựu đạn có thừa. Nói một câu thì thấy dễ mất lòng. Nói một câu dễ mất lòng không? Mà cuộc sống này á, mình hôm nay thầy giảng cái bài nghiệp tụ vành môi nó rộng lắm. Bài này nó rộng mênh mông luôn, không biết giảng làm sao nữa. Mà đại ý cái nội dung thầy giảng cái bài này, thầy muốn quý vị là cái khẩu nghiệp á, là một trong cái ba nghiệp mà nó thường chúng ta thường mắc phải, là thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp. Người ta nói là tu khẩu nghiệp là mình mà làm chọn á, là đi gần như cả nửa đoạn đường. Thật ra mình xét lại, mình gần như ai chúng ta cũng mắc vô khẩu nghiệp á. Không ít thì nhiều, phải không?
thấy cái người xấu quá thì mình khinh, mình chê. Thấy cái người đẹp quá thì mình ganh tị, phải không? Đó. Thấy người đẹp thì ganh tị, thấy người giàu hơn thì cũng đố kỵ, thấy người nghèo hơn thì mình khinh chê. Có khi á thì mình khinh ở trong lòng, có khi mình đâu có khinh trong lòng đâu, mình khinh ra mặt luôn á. Xét lại coi, nhiều lúc cái khẩu nghiệp của mình á, nó làm cho mình khổ lao đau lắm rồi quý vị. Trong khi lời nói của mình á là lời nói nó gói vàng, lời nói gói vàng, nhưng mà lời nói cũng gói dao găm lựu đạn, nghe quý vị. Quý vị coi coi, có lời nói thôi, có khi nó gói vàng, có khi là nó gói dao găm lựu đạn. Cho nên cái từ nghiệp tụ vành môi quý vị, tức là vành môi là cái vành môi của mình nè, đấy là cái khẩu của mình á, cái nghiệp á nó ở đây rất là nhiều, cái nghiệp nó ở đây rất nhiều. Tức là nghiệp thì có nghiệp thiện, nghiệp ác, có khi cũng từ cái lời nói của mình thôi mà mình lên thiên đàng luôn, là mình lên cõi trời luôn, mình lên cõi người luôn. Có khi cũng lời nói của mình làm lợi ích cho bao nhiêu chúng sanh, và cũng có khi lời nói của mình làm cho bao nhiêu người lao đao vì mình, có không quý vị? Nhiều lắm luôn. Có khi mình là nạn nhân của những lời nói mà chúng ta bị vung vãi ra bởi những cái lời nói đó, và cũng có khi mình là chủ nhân vung vãi ra lời nói xỉ vả, phải không? Khi mình chưa hiểu đạo là mình xỉ vả, bây giờ hiểu đạo rồi là mình sao? Hỷ xả. Khi chưa hiểu đạo là hiểu đạo là mình xỉ vả, xỉ vả. Nói là mình xỉ được cái gì thì xỉ, mình vả được cái gì thì vả. Không. Còn bây giờ hiểu đạo rồi là hỷ xả. Khi chưa hiểu đạo mình nói lời nào là dao nó bay ra, gọi là bung dao. Bây giờ hiểu đạo rồi thì lời nói bao dung. Mình thấy nó cái từ rất là hay. Khi chưa hiểu đạo á thì lời nói là bung dao, nói ra là rồi người kia là tổn thương. Bây giờ hiểu đạo rồi là lời nói bao dung. Khi chưa hiểu đạo lời nói là xỉ vả. Bây giờ hiểu đạo rồi thì lời nói hỷ xả nha. Đó, bây giờ thầy kể cho quý vị nghe một vài cái câu chuyện nó liên quan đến nghiệp tụ vành môi. Thời Đức Phật đó quý vị, có một vị tôn giả là ngài là cánh tay trái cánh tay phải của Đức Phật, thượng thủ Thanh Văn, thầy Xá Lợi Phất và thầy Mục Kiền Liên, là những bậc thánh mà trên cuộc đời này trên là Đức Phật và dưới là hai ngài đó. Hôm đó có một cái vị, quý vị, cũng vì đố kỵ, mà đúng là cái đố kỵ là giống như con sâu á, nó đục trong cái cây á, nó chết cái cây phía trong rồi. Thì con người mà mình cứ ôm tâm đố kỵ á quý vị, giống như là tâm hồn mình nó bị hư ở trong rồi. Mà cái ngày nào mà chúng ta còn đố kỵ là ngày đó chúng ta còn khổ dữ lắm. Quý vị coi coi, cái ngày nào mà mình ôm tâm đố kỵ á là cái ngày đó mình khó chịu lắm. Không có khó chịu cái cảnh nào bằng mà cái ông nội hàng xóm kẻ thù của mình cãi nhau với mình, hơn thua với mình, mà từng ngày mình thấy ổng giàu hơn mình, đẹp hơn mình, khỏe hơn mình, hạnh phúc hơn mình, làm ăn khá giả hơn mình, mà ngày nào mình cũng thấy cái đó giống như kim đâm vào mắt mình đó, khó chịu lắm quý vị. Cho nên á, trên cái bước đường tu của mình, ngày nào mà quý vị thấy đố kỵ với ai á, mình ráng về sám hối với Phật chứng minh để mình tùy hỷ với họ. Tại vì một người mà họ phát triển được cái gì á, nó cũng là cái phước của họ, cũng là cái duyên, cái phước, cũng là cái sự cố gắng của họ. Ngày nào mà mình đố kỵ về cái mảng nào á, là quý vị nhớ là mình chỉ có đi xuống cái mảng đó nha. Quý vị đang có cái tài năng là quý vị học giỏi, mà quý vị cứ đố kỵ với những cái người học giỏi hơn mình á, là bữa nào quý vị trắc trở đủ thứ đường trên cái bước đường học của quý vị hết á. Bây giờ quý vị đang tu mà quý vị thấy người ta tu giỏi hơn mình, quý vị đố kỵ á nghe. Bữa nào cái đường tu của quý vị nó trắc trở đủ đường hết đó, lạ vậy đó. Mà đố kỵ trong lòng á còn đỡ, nó tổn phước ít. Mà đố kỵ mà mình vung vãi ra ngoài á, những cái câu mà nặng nề á, những cái câu nặng á, ví dụ mình nói cái câu phân châu loại 3 mà đòi sô-cô-la loại 1, nói những câu đó rất là nặng, xấu như quỷ, ăn như heo, ngủ như bò, gì ăn ngu như bò, ăn như heo, xấu như quỷ, tùy cái mình chê à. Đó là những cái câu mà chê rất là nặng á quý vị. Thì mình chê người ta này cái kia, rồi mình nói những cái câu ác độc. Đó là những cái câu mà sau khi mình nói xong thì lời nói gió bay, phải không? Đúng là mình nói xong gió nó bay hết, nhưng mà đâu có phải bay xong đâu. Mình phải chịu trách nhiệm với những gì mình nói. Hôm nay thầy đang giảng bài này có like trực tiếp, có thâu lại trực tiếp, đâu phải nói xong là nó bay đâu. Trước nhất là nó bay tới tai quý vị trước nè, rồi sau đó nó còn lưu lại. Ai nghe bài này mà có lợi ích đó thì phước thầy nó cũng tăng. Mà hôm nay mà thầy mà giảng sai là thầy đi xuống luôn, cũng vì cái khẩu thôi.
cũng vì cái khẩu thôi. Thì thời Phật có một cái vị này đố kỵ với thầy Xá Lợi Phất Mục Kiền Liên. Cái vị đó mới nói thầy Xá Lợi Phất Mục Kiền Liên vậy nè, là thầy Xá Lợi Phất và thầy Mục Kiền Liên là còn ác dục và bị ác dục chi phối. Trong khi thầy Xá Lợi Phất với thầy Mục Kiền Liên á quý vị, là những bậc thánh hoàn toàn không có còn cái phiền não ác dục nữa. Mà cái vị này nói cái câu đó tới tai Đức Phật, Đức Phật mới khuyên là đừng có nên nói như vậy, đừng có nên xúc phạm đến thầy Xá Lợi Phất và thầy Mục Kiền Liên. Hai thầy là thanh tịnh, là bậc thánh sáng chói, là bậc thầy của trời người giữa cuộc đời này, không nên nói như vậy. Cái vị này được Đức Phật khuyên mà không nghe quý vị. Đôi lúc quý vị thấy cuộc sống của mình á, khi mà mình si mê rồi đó, mình đâu có sợ gì đâu. Quý vị coi có phải không? Nhiều lúc mà giống như là nó có những cái trường hợp này lạ lắm quý vị. Nó có những cái trường hợp á, là vì mình không có tu, cho nên là mình đắm trong cái sự si mê, sân giận, tham đắm, đố kỵ, ghét ghen đó, do mình không có tu. Mà có những trường hợp nó lạ như này quý vị, là giống như cái ác nghiệp của mình nó trổ á. Và khi cái ác nghiệp của mình nó trổ, nó khiến cho tâm mình si mê. Quý vị để ý xét giùm thầy cái chỗ này nha. Có nghĩa là có khi mình không có hiểu Phật Pháp, có khi mình là ngang bướng mà. Sức mạnh của người ngu là ngang bướng mà, là mình ngang khỏi chê luôn. Rồi sức mạnh của người ngu là ngang tàn, cho nên là mình đâu có sợ nhân quả, đâu có sợ tội phước, mình làm tới hết trơn á đó. Nhưng mà có những cái trường hợp nó lạ nè, là vì một cái ác nghiệp nó đang trổ, cho nên tâm mình nó giống như nó bị che mờ trí tuệ vậy đó. Là giống như mình không có phân biệt thiện ác phải trái gì hết, giống như mình quên hẳn luôn, và mình tha hồ mình làm ác nghiệp. Thầy nói ví dụ nha, ví dụ như Đức Phật của mình á, khi mà ngài hành khổ hạnh á quý vị, ngài hành khổ hạnh hết mấy năm, ngài hành khổ hạnh mấy năm quý vị? 6 năm. Là con đường đó là đúng hay sai? Đúng hay sai? Sai. Con đường sai đúng không? Quý vị nghĩ coi, Đức Phật của mình đó, khi mà ngài là Thái Tử Thích Lạc Đa mà ngài sai hết 6 năm, tại sao vậy? Trong một cái tiền kiếp á quý vị, có một vị mời ngài đi vào trong một cái ngôi chùa để nghe Đức Phật thuyết pháp. Ngài mới nói một câu là Phật đâu có dễ, thánh đâu có dễ. Cái câu của nó không có sai, nhưng mà ngài có cái ý xem thường cái vị Phật đó. Vậy mà quý vị thấy không, khi mà ác nghiệp chỗ đó, ngài tu sai 6 năm mà không biết. Tu sai 6 năm không biết, đến lúc mà giác ngộ ra giống như trả nghiệp xong đó quý vị, sai hết 6 năm. Có một lần đó quý vị, cái ông này ông thỉnh, ông thí chủ này ông thỉnh Đức Phật và quý thầy tới cái nơi đó để nhập hạ. Ông nguyện làm đại thí chủ để cúng dường cho Đức Phật và quý thầy trong 3 tháng an cư á. Ông thỉnh xong rồi, hôm đó Đức Phật và quý thầy hứa khả. Quý vị biết chuyện gì không? Đức Phật tới xong ông quên quý vị. Quên một cách dễ thương vô cùng. Giống như mình đã từng mượn tiền người ta rồi mình quên vậy đó. Ông quên hẳn luôn. Trong lúc đó nó, cái chuyện nó như thế này nè. Ông quên cúng dường. Rồi ở dân làng ở đó, đợt đó mất mùa nữa, Đức Phật và quý thầy đi khất thực không có đồ ăn. Cho nên người ta mới cúng cho Đức Phật và quý thầy á, cái loại gạo mà của con ngựa nó ăn á. 3 tháng trời Đức Phật của mình ăn thức ăn của một con ngựa quý vị. Loại gạo của con ngựa nó ăn. Mà bởi một lý do mình nghe lãng xẹt à, ông quên. Quên mà quên luôn 3 tháng vậy đó quý vị, thấy không? Quên hẳn 3 tháng luôn. Mà nó do đâu? Nó do là trong một cái tiền kiếp Đức Phật của mình là một anh thanh niên. Ngài mới thấy có một cái vị thầy đi khất thực á, người ta mới cúng cơm cho ngài. Cái loại gạo, loại cơm rất là ngon. Cái anh thanh niên đó nói vậy nè: trời ơi, cái ông thầy tu này, ông không có đáng ăn thức ăn ngon vậy. Ông ăn cái thức ăn mà giống như của ngựa ăn được rồi, thức ăn ngon vậy ông không có xứng đáng để ông ăn. Đó là tiền thân của Đức Phật, là một anh thanh niên nói vậy xong. Vậy mà quý vị thấy không, khi mà ác nghiệp nó chỗ, khi mà ngài thành Phật rồi đó nha, mà vẫn bị 3 tháng ăn thức ăn của con ngựa nó ăn. Cũng vì nghiệp tụ vành môi đó. Khi mình chưa hiểu đạo là mình phán khỏi chê luôn, phán trời, phán đất, phán gì, phán tới luôn, đâu có sợ. Lúc mà mình chưa hiểu đạo vậy đó quý vị. Thì khi mà cái vị này á, được Đức Phật khuyên lần thứ nhất, Phật khuyên nó không nghe. Phật khuyên lần thứ hai không nghe luôn quý vị. Khuyên lần thứ ba không nghe. Quý vị biết chuyện gì xảy ra? Ở đây á, cái vị này đã đụng, mà đụng tới ai quý vị? Đụng tới lửa. Đụng tới lửa. Đụng tới lửa là đụng sao? Quý vị thấy lửa mình đụng vô có phỏng không? Phỏng không? Phỏng. Có những cái lửa mình đụng vô rất là tốt, nhưng có những cái lửa mình đụng vô là chết á. Thầy nói ví dụ nè, tham là lửa nè. Mình tham là mình tạo ác nghiệp đó. Lửa địa ngục chờ mình đó. Sân là lửa nè. Si là lửa nè.
Cái lửa củi là mình dễ biết nè, là thứ lửa thứ tư nè, lửa của những người đạo đức nè, cha mẹ của mình cũng là lửa nè, và các bậc thánh cũng là lửa. Đức Phật giảng một cái bài kinh đó, Ngài nói có 7 loại lửa: tham là lửa, sân là lửa, si là lửa, cha mẹ là lửa, những người đạo đức là lửa, và cha mẹ mình là lửa thứ 6, và thứ 7 là những bậc thánh, và Đức Phật là một ngọn lửa. Tại vì lửa ở đây á, nếu mình biết cúng dường, mình lo cho cha mẹ, lo cung kính cúng dường các bậc thánh thì mình có phước. Nhưng mà cũng các vị thánh đó, cũng cha mẹ mà mình không biết á, mình xúc phạm thì là gì? Thì là tội. Thì ở đây thầy Xá Lợi Phất và thầy Mục Kiền Liên á quý vị, cái vị này bị xúc phạm như vậy, Phật khuyên lần thứ 3 không nghe, ngay tại cái chỗ ngồi của vị đó luôn, tức thì luôn nghe quý vị, chứ không có đợi lâu, nhân quả miễn liền luôn, chứ không có phải đợi lâu nữa, ngay từ cái chỗ ngồi quý vị, cái vị từ cái người của vị đó mọc lên mấy cái mục, xong rồi cái mục đó bắt đầu nó bằng hạt đậu nhỏ thôi, cái nó mọc khắp người, xong cái nó to lên, cái nó vỡ ra, máu mủ nó chảy ra, ngay lúc đó cái vị đó đất rút xuống địa ngục luôn, ngay tức thì luôn. Quý vị ở đây mà có mạng á, quý vị lên mạng tìm cái bài là quả báo xúc phạm bậc thánh, là quý vị sẽ được đọc cái câu chuyện này trong kinh Nikaya. Đó, xúc phạm. Mà cái vị này xúc phạm đến ai? Xúc phạm đến bậc thánh. Thầy nói ví dụ như quý vị hôm nào quý vị có việc, quý vị bất mãn cái gì đó, quý vị về nhà, quý vị mở cửa ra, quý vị thấy con chó trong nhà mình nó chạy ra, nó mừng mình giận mà mình đá nó một cái mình chửi nó một câu, thì mình có tội không? Nếu mà xét ở phương tiện bất thiện thì cái tâm bất thiện của mình, bất mãn mà mình khinh chê nó, đánh nó như là cũng thành tội. Nhưng mà tội sao? Nó nhẹ, tội nó nhẹ. Như tối hôm qua có một cô gọi thầy, ở nhà con đó thầy, nhà con có mấy con ruồi, mấy con muỗi, có khi con chuột nữa, nó vô nhà của con. Mà bây giờ con giết nó, con sợ sát sanh. Mà con không giết nó, con sợ gây bệnh. Cái cổ mới hỏi thầy, vậy bây giờ thầy, con giết mấy con ruồi, con muỗi vậy con có tội không? Thầy nói vậy nè, nếu mà cô cố ý với con ruồi con muỗi dù nó nhỏ nhưng có tội, nhưng mà tội nó nhẹ hơn thôi, nhưng mà vẫn có tội. Cái cổ mới hỏi nói thầy, vậy làm người khổ dữ hả thầy, khó dữ hả thầy, đụng cái chuyện này bây giờ mà không có đuổi nó vô cơm rồi nó bệnh. Cái thầy mới nói thôi bây giờ cô sắp xếp làm sao á, ví dụ như nhà mình mà ruồi muỗi nó hay bay vô phải không, mình coi có mấy cái cửa chính, ba cửa đi, mua cái cửa lưới á, thì nó đừng cho ruồi muỗi nó bay vô, thì mình không có bàn đến cái chuyện là có giết nó hay không. Có những cái mình nó đơn giản vậy đó quý vị. Thế cô mới nói là có những cái là con ráng né rồi né không được, thì né không được cô sát sanh cô có tội. Thì cô có ráng làm sao nó né được bao nhiêu né, chứ thật ra thì cũng không có trọn vẹn được. Thì ở đây quý vị, quý vị chửi một con chó quý vị cũng có tội, nhưng mà quý vị cũng câu chửi đó mà quý vị xúc phạm đến cái người mà đạo đức hơn, phước đức hơn, mà nếu vì đó là đã chứng thiền chứng thánh nữa rồi là coi như là tiêu đời mình luôn á. Cho nên thầy nói tốt nhất cái nha, tốt nhất là chưa có biết chuyện thì khoan sao? Khoan tay nhanh hơn não nha. Từ từ phải nói. Mà mình á, nhất là những câu cái chuyện mà mình nói ra những câu bất thiện á, thì thầy khuyến khích là đừng nên nói. Tốt nhất là im lặng. Bà ta nói im lặng là vàng mà. Im lặng là vàng, những cái trường hợp nào á, cần nói thì nói thôi. Nói ra lỡ xúc phạm bậc thánh cái chết. Mà cái vị đó không phải là bậc thánh mà một vị đạo đức thôi là cũng xong mình luôn. Thầy là vừa rồi quý vị, cách đây khoảng 2-3 tháng trước á, thầy có giảng ở Vĩnh Long. Câu chuyện có thật, thầy kể quý vị nghe. Là hôm đó thầy giảng cái bài pháp là 10 cái quả báo khi mà xúc phạm đến cái bậc thánh ở cái phần khẩu nghiệp á. Thì trong kinh Tăng Chi Đức Phật dạy nè, một người mà khi mình xúc phạm đến một bậc thánh á, ví dụ mình đang tu mà chưa đắc cái gì á, thì khỏi đắc luôn. Còn mình đã đắc được cái gì và nhỏ nhẹ đó, lùi lại luôn. Rồi tự nhiên mình không còn cảm thấy an lạc khi mình tu nữa quý vị. Tức là cái phước của mình nó tổn á. Khi mà quý vị đang có phước nha, quý vị đang chỗ phước, quý vị đang tu an lạc, mà quý vị xúc phạm một cái bậc thánh nào đó hoặc một người đạo đức nào đó, nó làm cho quý vị tổn phước quá, tự nhiên quý vị không còn muốn tu nữa. Đến một ngày nào đó tự nhiên quý vị nói, tự nhiên nản quá, không muốn đi tu nữa, không muốn đi chùa nữa. Là rồi đó, coi chừng mình bị tổn phước ở cái phần nào. Tại vì đi chùa để quý vị cơ hội học kinh, nghe pháp, hành thiền, tu tập, làm phước gì đó. Mà bây giờ mình không muốn đi tới một cái nơi mà có phước nữa, coi chừng mình bị tổn cái phước nào đó mình không hay á nha. Đó. Rồi tự nhiên mình không có muốn học giáo pháp, không muốn đi chùa. Và đặc biệt thế này là quý vị, cái người đó đó bắt đầu đổ bệnh.
tùy cái phước của vị đó lớn hay nhỏ. Thì trong kinh Đức Phật dạy có thể là cái người đó một cảm xúc bị bệnh, rồi nếu mà cái nghiệp của người đó nó chỗ nặng quá mà cái phước người đó ít nữa, thì người đó bị một cơn bệnh nặng luôn. Và trong kinh Đức Phật nói có thể cái người đó bị điên luôn, bị điên luôn, không có làm chủ được mình đâu quý vị. Hôm thì có nghe một thầy giảng ở Đồng Nai á, thầy giảng cái ông này ông nhậu. Ông nhậu xong cái khi ông nhậu xong ông không còn làm chủ nữa, ông chửi lung tung á. Nhất là buổi chiều ông đi quanh xóm ông chửi. Hôm đó ông hết chửi xong, ông tới gốc đa đầu làng ấy vậy. Mà ông bà ta nói làm cái gì làm cũng phải biết né mấy cái chỗ đó ra ha. Ông tới gốc đa, ông tè bậy ở đó luôn. Ông đứng ông chửi luôn, không có sợ thần thánh nữa chứ. Sáng hôm sau, bạn ông đi ngang nhà ông, nghe trong nhà vô vô vô, bạn nói ủa sao ông này sáng đi làm chiều mới vô, mà sao 6 giờ chiều mới vô, sao mới cái 6 giờ sáng vô rồi. Cái vô nhìn cái cửa thì biết con sao không, ông cầm con dao á đâm vô vô rút ra, đâm vô vô rút ra, đâm vô 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 mấy vậy đó. May là ông biết cái chuyện chở vô bệnh viện quý vị, thì người nhà mới biết là ông này là có chuyện rồi. Mới may là gần chùa vô tới thầy, mà may thầy biết chuyện á, thầy chỉ cho mấy cách, thầy sám hối này kia xong ổng qua. Mà câu chuyện có thật chứ Đồng Nai, hết đường xúc phạm rồi, tới chỗ thần thánh mình cũng không né nữa. Có những người á họ biết quý vị, họ quậy quậy ở đâu chứ tới chùa dễ thương lắm, bước ra khỏi chùa một cái là số má, nhưng mà vô tới chùa cái dễ thương hiền khô à. Thầy có biết anh Phật tử tới anh tu là ảnh là dân giang hồ quậy kinh khủng lắm, mà vô tới chùa người ta ăn hiếp ảnh không à. Đang hiếp anh dễ thương lắm quý vị. Mà ra tới ngoài cái là có chuyện nhá. Cho nên quý vị thấy á, Đức Phật nói cái người đó đó có khi mắc vào cái nghiệp tụ vành môi nó chỗ á, bị điên luôn quý vị. Rồi mắc thêm ác nghiệp là trước khi mình chết á, mình chết trong bấn loạn, chết trong đau khổ. Có những cái chết như vậy nè quý vị, có những cái chết là gọi là chết không nhắm mắt. Chết không nhắm mắt quý vị thấy có trường hợp không? Ngay cả cơ địa của mình thấy có khi không nhắm mắt luôn. Ở đây á, Đức Phật muốn nói chết không nhắm mắt là gì? Là chết trong cái bất an, chết trong cái đau khổ, chết trong cái sân giận, chết trong cái tham đắm. Thì đa phần những cái chết này á, cái cận tử nghiệp mà, nó sẽ đưa mình xuống địa ngục ngạ quỷ súc sanh đó. Còn á, mình tu á nha, mình chưa có chết được cái kiểu gọi là như bậc thánh á, bình thản an nhiên nhắm mắt mà đi á nha, thì ít nhất mình cũng phải chết trong cái tâm trạng là chán chường cái sinh tử này. Tức là thôi, cái thân là đến lúc như cái xe nó cũ rồi, đến lúc phải đi rồi, sinh tử khổ lắm, đến lúc phải đi rồi. Có thể mình chưa có phải là bậc thánh ra đi an nhiên, nhưng ít nhất mình cũng phải chết được trong cái tâm trạng đó. Chứ đừng có chết mà chấp, mà giận mà là rồi thấy đi luôn rồi đó. Thì Đức Phật nói mà mắc vô cái khẩu nghiệp như vậy đó, là có thể là chết là tinh thần bấn loạn, và sau khi chết thì địa ngục ngạ quỷ súc sanh chờ. Đó. Thì khi mà thầy giảng cái bài đó xong á, cái bài đó có trên mạng rồi, quý vị có muốn nghe lại 10 cái lần, thầy nói lướt mấy cái thôi. Thì khi mà thầy giảng xong á, thì có một cô Phật tử, cô ở trên Gia Lai á, cô mới kể cho thầy nghe một cái câu chuyện của cổ luôn. Cô nói là thưa thầy, thầy giảng 10 cái còn dính hết 4 cái luôn. Cô kể 4 cái, bắt đầu cô mới viết cho thầy nghe đại ý 4 cái của cổ. Thì trong đó có một cái vậy nè, cái lưỡi của cổ đang bình thường đúng không, mọc ra một cái mục đầu kinh khủng. Và cái cổ mới kể là do hôm đó cái người in kinh này nè, cổ phỉ bán cái chuyện in kinh, cổ nói không có nhân quả phước gì cho cổ phỉ bán, mọc lên cái mục. Nhưng mà khi cổ biết á, cổ sám hối thì nó hết. Thì cổ kể cho thầy hết 4 cái, cổ dính 4 cái. Cái thầy mới nói thôi bây giờ cái câu chuyện của chị là người thật việc thật á, chị cho thầy xin cái câu chuyện này nha, thầy đăng nguyên cái lời kể của chị lên Facebook cho người ta nghe, người ta sợ được không? Tại vì Phật tử quý vị, có người đó là khuyến khích cái điều lành điều tốt thì họ nghe, họ đi họ làm. Nhưng có nhiều người khuyến khích điều lành họ không làm, nhưng mà nói cái ác á, đọa xuống địa ngục ngạ quỷ súc sanh cái họ mới sợ. À, quý vị để ý đi, ví dụ như cái người này nhậu hoài à, kêu họ bỏ nhậu họ không nghe đâu. Thôi anh ơi, anh đừng có nhậu nữa, mọi chuyện nó sẽ tốt đẹp hơn, mình minh mẫn hơn, không nghe đâu. Bữa nào lét bao tử khỏi nói tự nghe, phải không? Thầy có nghe cái chị Phật tử kể là chồng của chị là hút thuốc nhiều quá quý vị. Hút thuốc xong rồi cái giống như là cái tim của nó bị sơ vữa không sao đó, bị ngợp. Thì khi mà may vào nhà có tiền mà bỏ hết hai cái tem sao đó quý vị, mà nó nằm trong tim á,
Thì bây giờ qua cái cơn thập tử nhất sinh đó, ảnh tự bỏ thuốc luôn. Lúc trước là khuyên lên khuyên xuống, năn nỉ lên năn nỉ xuống không bỏ. Bây giờ vô bệnh viện nằm á, bây giờ hút một cái là chết luôn á. Khỏi khuyên tự bỏ. Có người mình lại đó quý vị. Có những cái là thấy quan tài rồi lệ nó mới đổ, phải không? Có những cái vô quan tài rồi hết đổ nổi rồi. Nó vậy đó. Thì á, thầy mới xin cái câu chuyện của cổ để thầy đăng lên mà thầy giấu tên của cổ đi. Quý vị thấy chưa? Mình nó là phải gặp mấy câu chuyện này mới sợ. Có nhiều người nói thế này nè: ơi làm gì có nhân quả, nhân quả mà xảy ra hả, là đó đó bao nhiêu người làm ác đó họ có ác đâu, họ có bị cái quả báo đâu, họ ác đó họ vẫn giàu kìa, họ ác đó họ vẫn khỏe kìa, họ ác đó họ vẫn hạnh phúc kìa. Mình đem con mắt phàm phu của mình đâu có thấy cái gì. Một cái ác nghiệp mà ở khẩu nghiệp của mình mà nói ra là rồi xong, thì thấy sợ. Cho nên á, giảng cái bài khẩu nghiệp quả báo này thì kể mấy câu chuyện ghê ghê cho mình sợ chơi. Cái đó mình sợ. À thôi con nói lời hay đi con. Con nói ra có lợi ích nào, phước nào. Có người nghe, nhưng có người không nghe. Mà phải kể những câu chuyện mà mắc vô khẩu nghiệp á, bị gì gì á, đôi lúc họ lại sợ họ nghe. Rồi thầy kể tiếp nha. Không biết ở dưới có nghe thầy giảng không? Rõ không biết. Phật tử ở ngoài mưa có nghe thầy nói được không? Mô Phật, cảm ơn quý vị. Rồi, hãy kể một câu chuyện thời Phật cho quý vị nghe nữa nè. Thời Phật có một vị tôn giả, một vị tỳ kheo, mà ngài bị mắc vô một cái nghiệp lạ lắm mấy vị. Là cái miệng của ngài á, lúc nào cũng nhai giống như con bò nhai vậy đó. Gọi là tôn giả bò, bò nhai, bò nhơi. Tức là cái miệng của ngài lúc nào cũng nhép 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 như con bò nhai. Mà trong khi ngài là bậc thánh A-la-hán rồi. Quý vị thấy sợ chưa? Bậc thánh A-la-hán rồi mà lúc nào cái miệng của ngài cũng nhai 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 vậy đó. Thì lúc này á, câu chuyện Đức Phật kể như thế này nè. Là trong tiền kiếp á, ngài á là thấy có một cái vị tỳ kheo già, giống như là ngài già nên răng của ngài cái hàng tiền đạo đi hết trơn rồi. Thì ngài ăn á, lúc mà ăn cái người mà rụng hết răng ăn á, nó không có được đẹp. Cái ngài mới chê cái vị này: trời ơi, ông này ông ăn giống như con bò ăn vậy á. Mà xui một cái quý vị biết cái vị này á, lại là bậc thánh A-la-hán mà. Thì cũng có một câu là xúc phạm, nhưng mà xúc phạm đến bậc thánh. Xúc phạm đến bậc thánh là mình biết cái cửa ba ác đạo nó mở ra. Thì tới thời Đức Phật nghe quý vị nghe, ngài chứng thánh quả rồi mà vẫn trả cái quả là cái miệng cứ nhai 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 nhai. Thì khi mà Phật tử á, hoặc là những người ngoại đạo á, người ta thấy ngài như vậy thì người ta thường khởi cái tâm gì? Tâm chê. Chê ngài, khinh ngài. Cho nên Đức Phật biết là ngài là bậc thánh sáng chói rồi mà người ta chê ngài á, là cái người chê là khổ dữ lắm. Cho nên Phật mới nói thôi, thầy lên cung trời thầy ở đi. Thế là cuối cùng ngài này lên trời ở quý vị. Ngài lên cung trời Đau Lợi ngài ở. Tại vì nếu mà ngài ở dưới đây á, thì Phật tử thấy: trời ơi ông thầy này sao có miệng không, lúc nào cũng nhai 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 như bò nhai. Rồi mắc vô nghiệp ạ. Đức Phật nói thôi thầy lên trời ở đi. Quý vị thấy không? Chê. Nghĩ lại coi mình đã từng chê người khác ngu như bò bao nhiêu lần rồi. Nghĩ lại coi mình đã chê người khác xấu như quỷ bao nhiêu lần rồi. Nghĩ lại coi mình đã chê người khác ăn như heo bao nhiêu lần rồi. Phải không? Nói nhột nhột chưa? Đó. Nghĩ lại coi mình đã chê làm sao rồi. Đó, sám hối lại đi nha quý vị, sớm đi. Chẳng qua mình còn phước nó chưa có trả đó. Giống như cái phước của mình nó còn á, chưa có trả. Nên thầy khuyến khích là cứ nói gì cứ nhớ giùm mà nghiệp tụ vành môi. Cái gì cần nói nên nói. Cũng có một lời nói thôi, không biết nói là 5-60 năm ha. 5-60 năm ăn hết 60 nồi bánh chưng, tạo hết 60 cái ác nghiệp. Mình mà biết tu cũng 60 nồi bánh chưng, tạo mấy trăm cái thiện nghiệp, đúng không? Cũng có lời nói thôi. Cũng có cái cánh tay của mình nè. Từ cái tay này quý vị làm bao nhiêu điều lợi ích đây. Mà cũng cái tay này mình đã từng sao? Sát sanh, hại vật, đánh người, cũng làm bao nhiêu ác nghiệp từ cái tay này thôi. Cho nên đó, rồi thầy kể câu chuyện này mới sợ nữa nè quý vị. Thời Phật có một vị thánh ni, ngài là lúc này là mình biết cái vị này là sau này tu cũng trở thành một bậc thánh.
cô tên là Ambapali. Ambapali là cái người giữ vườn xoài. Tại vì sao? Vì cô có cúng dường cho Đức Phật một cái khu vườn xoài. Ambapali là một người mà sinh ra rất là kỳ lạ quý vị, mà mình không có thể giải thích khoa học được. Con người của mình là đa phần mình sinh ra từ đâu? Từ đâu ạ? Từ cha mẹ của mình. Tức là phải có những điều kiện sinh học mình mới có mặt ở cuộc đời. Đó, những điều kiện sinh học mình mới có mặt cuộc đời. Đâu đó nghe quý vị nha, người ta vào trong rừng, người ta tìm ra được một hai người không biết từ đâu mà ở trong rừng, sinh ra ở trong rừng á. Thì cái trường hợp này nói theo đạo Phật á, là hóa sanh. Hóa sanh tức là sinh ra mà không cần những điều kiện sinh học. Trong cái sáu nẻo luân hồi nè, mình thấy là cõi trời, cõi người, Atula địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Cõi nào sinh ra mà mình cần điều kiện sinh học nè? Con người mình sinh ra là thai sanh, con vật nó sinh ra là thai sanh, có một số con vật có sinh ra là thấp sanh. Nhưng thầy hỏi quý vị là ngạ quỷ sinh ra quý vị có thấy được không? Thấy không? Không. Thì ngạ quỷ sinh ra gọi là gì? Hóa sanh. Những chúng sanh dưới địa ngục đó, có sinh ra như mình không? Gọi là hóa sanh. Những chúng sanh sinh làm chư thiên có sinh như mình không? Không luôn, hóa sanh luôn. Nhưng mà Ambapali là một con người, đáng lẽ là sinh phải là điều kiện sinh học là thai sanh. Nhưng mà quý vị biết không, rất là lạ, là cô sinh dưới gốc xoài, tự nhiên hiện ra dưới gốc xoài. Một trường hợp rất đặc biệt nha. Thì sau này Đức Phật kể như thế này nè quý vị. Trong một cái tiền kiếp á, Ambapali là lúc này á, là Ambapali thấy một cái đoàn tỳ kheo ni, tức là quý sư cô á, đang đi khất thực. Thì trong cái đoàn đang đi khất thực ở đó có một cô á, là giống như là mình nói, giống như là khạc khạc cái đàm á, khạc cái đàm ra. Thì cô mà cô ra cái tiếng để cô khạc cái đàm á, thì cái cô này cô mới nói một câu là tiền thân của Ambapali á. Là xin phép thầy dùng nguyên văn, nó hơi cái từ nó hơi thô một chút. Đồ con điếm, chỗ này mà cũng khạc nhổ được nữa. Nói một câu nó hơi nặng vậy đó quý vị. Mà quý vị biết không, xui cho cái cô này là cái vị này lại là một vị thánh ni rồi, là một vị thánh, mà cô ta nói cái câu nặng như vậy đó quý vị. Vì cái từ xúc phạm là đồ con điếm như vậy đó. Thì cái cô này sau khi mất á, tái sanh xuống những cảnh giới xấu rất là nhiều. Thì lạ một cái là khi kiếp nào mà cổ làm người á, thì cổ mắc vô cái là nghiệp là cổ làm kỹ nữ. Cứ làm người là làm kỹ nữ, tới thời Phật cũng còn làm kỹ nữ luôn. Thấy kinh sợ không? Vẫn làm kỹ nữ. Nhưng mà tại sao cổ lại sinh dưới gốc xoài hóa sanh? Là có những kiếp khi mà cô chưa có giác ngộ á, cô thấy là một người sinh trong bụng mẹ nó khổ quá, thì cô mới có cái lời nguyện thế này nè: thôi cái kiếp nào mà cho con né được cái bụng mẹ thì cho con né. Cô nguyện vậy đó. Thì thời Phật cô né được cái bụng mẹ, cô sinh ra hóa sanh như gốc xoài vậy đó quý vị. Trong thời Phật cũng có một cô nguyện thế này nè: con nguyện là cho con được đẹp, nhưng mà con đẹp một cách tự nhiên, không cần son phấn. Chà, quý vị cũng nên nguyện này ha. Đẹp mà không cần son phấn. Có những cái trong cuộc đời lạ lắm quý vị. Mình biết là mình đưa vô rồi tối nay mình sẽ bỏ xuống, nhưng mà mình không đưa vô không có được. Phải không? Giống như quý vị nấu bánh tét vậy đó. Biết là nấu bánh tét hoặc gói chả á, là mình biết là cái ăn là ăn cái nhân á, cái lá đâu có ăn đâu, phải không? Nhưng mà cũng phải gói, gói rồi tối nay bỏ đi. Cũng vậy, sáng sáng á, mình cũng biết mình phải đắp lên một chút, mà dù biết rằng tối nay phải đưa nó xuống, nhưng mà không đắp không được. Có những cái cuộc đời nó lạ vậy đó quý vị. Thôi quý vị thấy chưa? Cái cô này á, xúc phạm là một cái câu nó hơi thô như vậy. Đến thời Đức Phật vẫn phải trả, cô vẫn là một người kỹ nữ. Cho nên nó thôi, sau này có giận ai á nghe, giận ai thì sao? Có giận cũng khó nói, biết sao. Có người thì làm thẳng luôn à, chửi là chửi khỏi chê luôn. Chê xấu, chê đen, mà nói chung là mình tìm cái gì của người ta rồi mình chê. Giờ hiểu Phật Pháp rồi, biết á, mình nói xong ai mang cái nghiệp đó? Mình mang. Có khi thì mình nói xấu người ta, có khi thì mình thị phi, có khi thì mình đố kỵ, có khi thì mình ác khẩu, có khi thì mình nguyền rủa nữa. Con sám hối với thầy chứ lúc trước con không hiểu đạo á,
con chửi con á, tao biết mày quỳ lì như vậy, tao sinh ra cái trứng tao ăn cho nó khỏe. Đồ lì như trâu, lì như bò. Rồi bữa đó cổ chửi con cổ một câu nè, đồ cô hồn cắt đảng. Cái xong bữa đó gặp thầy, thầy ơi, con của con nó thành cô hồn cắt đảng luôn rồi thầy. Thầy mới hỏi, ủa cô hồn cắt đảng là sao? Bây giờ nó ăn nó đi đua xe, nó ăn nó đi ở ngoài đường hoài thầy, cô hồn sống luôn rồi thầy. Thấy không? Thôi thì mình á, ban đầu mình tu chưa có giỏi á, nhưng mà mình lại nè, hạn chế nói lại một chút, nên nói những gì cần nói thôi. Hôm nay ai là người nói nhiều nhất? Nói ra là thấy hơi bị quê rồi, phải không? Hôm bữa đó giảng, thầy giảng cái chủ đề nguy hại của việc nói nhiều, trong khi nguyên đại chúng im ru có mình thầy nói. Thầy giảng là nguy hại của việc nói nhiều, mắc cỡ lắm quý vị. Đó quý vị thấy không, khi mình nói nhiều á, nói ăn hồi ra dễ sai. Hôm đó trong cái lễ, cái này là thầy biết là trục trặc kỹ thuật thôi, tai nạn nghề nghiệp. Cái vị đó mời là lên dự cái lễ cầu an, xin mời toàn thể quý Phật tử chúng ta tập trung vào chánh điện để chúng ta làm lễ cầu hôn. Cái này xảy ra rồi quý vị, làm lễ cầu hôn. Trước khi mà làm một cái lễ hành chánh nào đó, quý thầy thường nói là chúng ta có một phút nhập từ bi quán, phải không? Có một phút mặc niệm. Xin mời toàn thể đại chúng có một phút nhập niệm bắt đầu. Nhập niệm. Nở lòng nào thầy đi lên pháp tòa thầy giảng, xin quý Phật tử chắp tay trang nghiêm, từ xa chúng ta đã thấy đại đức giảng sư đang lù lù tiến lên pháp tòa. Thầy đang lù lù tiến lên, trời ơi, hồi nãy thầy tiến lên dễ thương chứ đâu phải là lù lù, phải không? Mà quên đó quý vị, nó nói nhiều quá, tai nạn nghề nghiệp á. Thầy đi giảng lâu lâu cũng bị tai nạn nghề nghiệp. Nhiều khi nghe lại cái bài giảng của mình á, mình giảng cái mình nói sai luôn quý vị. Mà cũng may là không có đến nỗi mà sai trầm trọng, sai pháp số á. Mà mình sai mình không biết mình sai luôn nha. Cái sau này khi mà về á, nghe lại á, trời quý vị, lúc quý vị biết lúc đó không biết cái chỗ nào mà trốn luôn á. Mà thấy Phật tử cũng dễ thương, thấy thầy sai cũng ngồi cười hề hề không nói. Đó, quý vị thấy ông nói nhiều quá dễ sai. Ông bà ta nói là đa ngôn thì đa quá, đa ngôn đa quá, tức là sao? Đa ngôn là nói nhiều, quá là gì ạ? Quá là sai, nói nhiều dễ sai lắm. Cho nên thật sự khuyến khích quý vị á, thời gian đầu mình biết tu á nha, nên hạn chế nói. Và nếu nói á, thì nói những lúc cần nói thôi. Nói những lúc cần nói thôi. Hôm đó anh đó ba bốn người ngồi nói chuyện với nhau, quý vị biết không, ảnh á, là vợ ảnh á là hay la ảnh, không có cho ảnh nhậu. Bữa đó vợ đi vắng nha, anh nói vợ tôi thì cái đúng như ông bà ta nói, đàn ông miệng rộng thì sang. Vợ của anh miệng cũng rộng lắm, cái gì đàn bà miệng rộng. Vừa nói tới câu đó anh thấy vợ anh đi vô, cái chị nhìn anh nói đàn ông miệng rộng thì sang, đàn bà miệng rộng vẫn sang như thường. Mày chỉ nói mà ấy là cổ giống như há miệng mắt quai á. Bây giờ thầy sẽ còn khoảng 15 phút nữa, thầy sẽ nói về Đức Phật dạy cho mình về vấn đề khẩu nghiệp như thế nào nhé. Có phải mình nói đúng thì mình có thể nói được không quý vị? Không phải cứ nói đúng là muốn nói thì nói nha. Nhiều người dễ thương vậy đó, chửi người ta xong, tôi nói đúng mà tôi có nói sai đâu. Xong rồi đi vô bệnh viện bị người ta quýnh vì cái tội nói đúng. Đâu có sai, hỏi sao nói không sai. Con chửi người kia á, người giống như quỷ dữ vậy đó. Mà đúng thật, Trong ai trong chúng ta cũng có hạt giống của quỷ dữ đó, đúng mà. Rồi ta nói quý vị nè, cuộc đời này luân hồi có khổ không quý vị? Luân hồi khổ không? Quý vị ra đường quý vị nói, đi gặp ai quý vị cũng nói đi, luân hồi khổ lắm anh ơi, lương hồi khổ lắm chị ơi. Người ta sẽ cho quý vị cái biệt hiệu là gì? Không phải là thần thái mà là thần kinh, phải không?
không phải thần thái mà là thần kinh. Mình tu tập là phải có thần thái, mà thần thái không có, có thần kinh nữa quý vị. Đó, người ta chê liền, mình nói đâu có sai đâu. Mày thấy chưa, nói phải đúng lúc. Bây giờ quý vị nhớ giùm thầy, Đức Phật dạy trong kinh á, để mà mình phân biệt một cái lời nói là thiện, lời nói là chân lý, thì quý vị nhớ giùm thầy năm cái tiêu chí. Năm cái tiêu chí nha. Thứ nhất là mình phải nói đúng lúc. Nói đúng lúc. Tại sao phải nói đúng lúc? Thầy nói ví dụ là quý vị khuyên người ta tu tập đi, mà người ta đang giận, người ta đang bực bội, người ta đang si mê một cái chuyện gì đó, hoặc người ta, gia đình người ta đang có tăng tốc gì đó, mà quý vị vô quý vị cứ khuyên khuyên này kia, nó không đúng lúc, người ta không nghe đâu. Khuyên phải đúng lúc. Quý vị trách người ta một cái lỗi á, cũng phải trách đúng lúc nữa. Chứ không người ta thường sẽ có tâm lý vậy nè, tôi sai tôi sửa, khỏi cần nhắc, phải không? Cho nên nó để mà nhắc một người quý vị cũng phải khéo lắm. Lỗi thì ai cũng có hết trơn á, mà nhắc người ta phải nhắc đúng lúc. Thứ hai là quý vị phải nói cái lời nhu nhuyến. Nhắc đúng rồi nhưng mà cái lời của mình phải nhẹ nhàng, chứ không phải mình vô mình làm âm người ta là người ta nghe đâu. Thứ ba là lời của quý vị là phải lời đúng. Lời đúng là chân thật á. Thứ nhất là gì quên rồi ta? Thì vừa nói thứ nhất là cái gì? Thứ nhất là đúng lúc. Thứ hai là lời nói nhu nhuyến. Thứ ba lời nói của mình phải là sự thật. Thứ tư là lời nói của mình là phải bằng tâm từ bi. Mình thương mà mình nói, chứ không phải mình ghét. Cho nên dù là quý vị có nói đúng lúc, quý vị có nói lời nhu nhuyến, quý vị có nói đúng đi chăng nữa, mà quý vị không phải từ bi mà quý vị nói á, thì lúc này quý vị cũng chưa có nên nói đâu nha. Vì thấy khó không? Không phải dễ đâu. Và thứ năm, nói gì thì nói không biết, mà nói ra thì phải có lợi ích mình mới nói. Dù quý vị có nói đúng, dù quý vị có nói với tâm từ bi, dù quý vị có nói đúng lúc, dù quý vị có nói đúng sự thật, mà nói ra người ta khổ ơi là khổ, là chưa có nên nói. Thấy chưa? Mình nó hay có cái câu gì? Con nói đúng mà, con đâu có nói sai đâu. Mình hay có câu đó. Có nhiều người chửi người ta cho đã xong, dạ chị không có gì đâu em, chị chứ tâm Phật, khẩu chị xà chứ tâm chị Phật mà. Không dám đâu. Không có cái chuyện khẩu xà tâm Phật, tâm Phật khẩu xà nha. Nếu tâm là tâm Phật thì ra là khẩu Phật, nếu tâm xà là ra khẩu xà. Mình thấy gì đó. Dĩ nhiên thì cũng có một số người họ che đậy được. Cho nên vừa rồi là thầy nói năm cái tiêu chí á, để mà lời nói đúng. Còn trong năm giới quý vị thọ đó, thì là giới thứ mấy dạy về khẩu nghiệp? Giới thứ mấy? Ba đâu mà ba. Thứ mấy? Thứ tư. Không sát sanh, không trộm cướp, không tà hạnh, không nói dối. Giới thứ tư là không nói dối. Nói rộng ra là không nói dối, không nói theo dệt, không nói hai lưỡi và không nói lời hung ác. Đó. Còn á, còn trong kinh Tăng Chi Đức Phật dạy thế này nè quý vị. Có khi lời nói của mình là như rác vậy đó. Có khi lời nói của mình là như hoa. Có khi lời nói của mình là như mật. Lời nói như rác là những lời nói thô ác, ác độc, nguyền rủa, nói dối, nói theo dệt. Đó là Đức Phật nói như rác. Còn nói mà như hoa, mà nói như mật á, tức là mình nói đúng, nói lời lợi ích, nói lời cho người ta tu tập và tốt á, thì đó là lời nói như hoa và như mật. Và Đức Phật á, thưa quý vị, có nhiều bài kinh Ngài nói về cái vấn đề khẩu nghiệp đó. Ngài nói đệ tử của mình như thế này nè: nếu mà khi nói á, thì nói năng như gì? Chánh pháp. Còn nếu mà khi im á, thì cũng im lặng như chánh pháp. Quý vị thấy hay không? Im lặng như chánh pháp là sao? Tức là trong lúc mình im á, mình niệm Phật. Trong lúc mình im á, mình hành thiền. Trong lúc mình yên á, mình theo dõi tâm. Đó là im lặng như chánh pháp. Còn nói năng như chánh pháp là sao? Tức là lời nói của mình phải nương vào năm cái tiêu chí hồi nãy thầy nói đó. Phải không? Nói làm sao cho lợi ích, cho sự thật, cho đúng chánh pháp là quý vị nói. Chứ không phải mình nói đúng nha. Hôm nay từ nay quý vị sửa lại giùm thầy cái câu là: không phải cứ nói đúng là nói. Nói đúng nhưng phải đúng lúc, nói lợi ích, nói sự thật và nói lời nhu nhuyến được. Kết hợp nhiều cái thì mình mới nên nói. Cho nên đó là có những bài kinh đó Đức Phật dạy cho mình rõ về cái vấn đề khẩu nghiệp đó. Mà thầy hay thấy đó, mình hay mắc nha. Nói dối, nói theo dệt. Hay mắc vô cái nghiệp là chê bai và thị phi, hoặc nói những lời thô ác, phải không? Có những người thì không có nói thô ác lắm mấy vị. Nói nhẹ nhẹ thôi. Nói nhẹ thôi, nhẹ nhẹ như kim đâm thôi.
Có người thì nói giống như lựu đạn, mà có người thì không có lựu đạn, mà như cái kim nhẹ thôi, nhỏ thôi, đâm một cái cũng chết. Không giống như hồi nãy thầy nói, gặp cái người này tu mình đố kỵ ha, chị tu giỏi quá ha, cho nên con chị nó mới bất hiếu với chị ha. Nói người ta một câu vậy đó, con người ta bất hiếu, người ta khổ rồi, mình không khuyên khích được thì thôi. Thấy người ta đi chùa mình ghét người ta mà, mình mượn cái cớ. Ví dụ như quý vị đi chùa, quý vị quy y nha, quý vị mặc áo lam, áo nâu, quý vị đi chùa nha. Mà thầy nói giả dụ như bữa nào quý vị có một cái lỗi nào đó đó, ủa chị đi chùa mà chị cũng phạm lỗi hả? Nói nhẹ thôi mà đau không? Có nhiều người quý vị biết không, một lời nói của người khác chịu không nổi á, tự tử luôn á. Có nhiều người là chịu không nổi một lời nói thị phi á, tự tử luôn. Mình cứ đặt cái trường hợp của mình vô trong trường hợp đó đi. Mình nghe người ta nói một câu mà mình không biết tu á, chết luôn á. Thiền sư ngài dặn, ngài nói thế này, có người ta chửi con đồ chó, con hãy rờ vào cái sau lưng của con coi con có cái đuôi không. Nếu con có cái đuôi thì mình là chó thiệt con. Rờ thử coi có không. Không có. Cho nên sau này có ai chửi mình đồ chó nha, không biết tu là có chuyện rồi đó. Biết tu mình biết cái người này khẩu nghiệp rồi. Mà mình khẩu nghiệp qua lại thì sao? Nhảy vô cắn. Chứng minh mà mình có cái đuôi, con này mình không có cái đuôi, mình biết đó là khẩu nghiệp. Mình thấy không? Người ta chê mình ngu như bò, khó chịu lắm. Nếu mình xấu á, người ta chê mình xấu, xấu như quỷ, xấu như ma. Đừng có chê người ta xấu nha, nhất là mấy cô. Mình muốn đẹp, mà hôm nay không phải mấy cô, mấy anh cũng muốn đẹp, và thầy cũng đẹp, muốn đẹp mà. Khi mình muốn đẹp á, là mình phải tùy hỷ với sắc đẹp của người khác. Mình phải làm những cái điều để cho mình có phước đẹp, chứ không phải mình muốn đẹp mình chê người khác. Quý vị thấy á, mình chê người khác đẹp, chê người khác xấu, mình có đẹp hơn không? Không. Để ý coi, mình chê người khác xấu, mình không có đẹp hơn. Nhưng mà khổ nổi á, mình rảnh mình hay vậy đó. Chưa tổ dạy như thế này nè quý vị, khuyên anh quét rác nhà mình, chứ nên nhòm ngó xương rơi nhà người. Con quét rác nhà con đi con có đi dòm nhà người ta không vậy? À, mình lạ đó. Nhiều khi á, trong mắt người ta có hạt bụi mình cũng biết, mà trong mắt nhà mình có nguyên cọng rơm luôn mình không thấy. Nhà người ta như thế nào mình biết, mà nhà mình không biết. Thì chưa tổ dạy á, là thôi con quay lại á, con xem lỗi của mình, đừng có nhìn lỗi của người khác. Đức Phật cũng dạy như vậy, là tu tập á, là thấy lỗi mình, đừng có thấy lỗi người. Đừng có để quý vị, nhiều lúc mình nhìn lại mình cảm thấy những cái tháng ngày trôi qua á, có những tháng ngày mình khổ vì ai đó, hoặc có những tháng ngày mình khổ vì một cái lời nói nào đó, mình khổ riết 3 tháng, 6 tháng, mấy năm luôn á quý vị. Thì coi có đáng không? Uổng lắm. Lúc trước cái nhan sắc của mình cũng được lắm, mà mình nghe người ta nói xong mình buồn, mình giận, giờ nó xuống luôn. Lúc trước là nhan sắc là chim sa cá lặng, bây giờ nhan sắc của mình là cơm chiên cá mặn. Nhìn hết ra. Lúc trước là nhan sắc của mình là hoa nó cũng phải thẹn, bây giờ người ta thấy mình là cái là người ta tu cái pháp Satare, Setara luôn. Đôi lúc mình nghĩ lại mình có biết thương mình đó. Nhiều lúc có thầy giận ai quý vị, tính của thầy mà thầy giận ai là thầy nói cho tới là xong cái là thôi à, phải không? Giận đúng không? Một là thầy nếu mà nói chuyện được á, thầy nói luôn xong cho người đó cho nó xong, còn không thì thôi ráng bỏ qua luôn, chứ đem tới ngày thứ hai nó mệt lắm quý vị. Để ý không? Cũng có những lúc có thầy giận người đó 3 tháng luôn á, giận 3 tháng luôn á, quý vị mượn tiền thầy mà không trả thì giận 6 tháng luôn. Cho nên thôi nói trước, có cái vị đó dễ thương lắm, lúc nào nói ra cái mình dễ thương lắm, mình dễ thương lắm, nhưng mà đừng có mượn tiền mình nha. Chặn đầu trước cho nó vui vậy đó. Mày biết đó, có những lúc mà mình nhìn lại mình giận ai đó 6 tháng, mình buồn vì ai đó khóc hết nước mắt 1 năm. Bây giờ nhìn lại sao mà chưa thấy dạy gì mà dạy luôn á. Nhiều lúc nhìn cuộc đời có bao nhiêu năm đâu, mình dành hết mấy năm giận người đó, chưa kể giận buồn khổ vì cái lặt vặt khác nữa. Mà nói chung ra tóm tắt lại là cái buồn, cái giận, cái khổ nó chiếm cuộc đời mình nhiều lắm nếu mình không biết tu. Trong đó đó, cái lời nói của người khác á, đôi lúc nó biến mình thành cục đất sét hoài à. Bữa nào vui cái người ta khen mình một câu, cái mình thành cục đất sét cười. Bữa nào người ta giận mình, người ta chê mình, bữa đó mình
hâm hâm như nồi thịt bằm. Rồi bữa nào người ta nói một câu khó nghe, hẩm hiu như cái bánh bao chiều, quý vị coi có phải không? Mình đôi lúc sao mình thấy mình giống như cục đất sét vậy đó. Hạnh phúc là của mình, khổ đau là của mình, nhưng mà cái quyền quyết định là của người ta. Quý vị thấy có cái gì mà nó bi kịch hơn cái đó không? Bây giờ hôm nay mình nghe cái bài pháp này nha, mình dặn lòng ha. Miệng là của người ta, buồn vui là của mình. Người ta có thể chê mình, người ta có thể ghét mình, người ta có thể nói xấu mình, người ta có thể thị phi mình, người ta có thể đổ oan mình, người ta có thể nguyền rủa mình, người ta có thể là bắn dao găm, lựu đạn, kẽm gai, mảnh chai gì đó, phải không? Nhưng quyết định hạnh phúc buồn vui là ở nơi mình. Được không? Mình thấy được không?